toàn trên mạng ý, tại sao ông cản vào hả? Tôi không biết là dường như nó đang ầm ĩ trên mạng. Con Thu Thủy bị chồng mới bạo hành, cấu cho, xước hết cả tay lên, đang ầm ầm trên mạng kìa. Mà nhìn ngứa mắt quá, nên bây giờ phải phan nóng trận. Bình tĩnh. Bác quỷ phải từ từ, không phải gì phải như thế cả. Thế cuối cùng là ai đúng ai sai? Chuyện thì chưa biết ai đúng ai sai, nhưng mà bây giờ thằng bé trai là thằng tội nhất. Thế vì sao không? Bây giờ nó trẻ con như thế mà người lớn không hiểu kiểu gì lại đi dạy dỗ nó bằng những cái cách nó vũ phu bạo hành như thế. Mà có phải con mình đâu, con của vợ với cả người khác mà. Tại sao lại làm như thế, đúng không? Thế là những vũ cây là bây giờ nghe chị đang nói là cái hàng bác ơi. Ôi bà bác bình tĩnh, bác bình tĩnh. Thế bây giờ như nào? Em bảo bác nhá, bây giờ nó chuyện gì cũng có thể lên mạng giải quyết. Cứ anh hùng bàn phím mà ra. Không biết gì đến đánh ai nhỉ, đỡ làm tổn hại mình, đỡ làm tổn hại người. Cứ lên mạng cho em, được chưa? Xuôi chưa? Lên mạng à? Cứ lên mạng anh hùng bàn phím cho em. Có ông mạnh tay vào. Chửi thôi gì? Đúng rồi. Dân mạng sẽ lo cho bác. Cũng phủ lý đấy, nhưng mà ăn trà đá thì ăn mặc như học sinh tiểu học em. Em bán đi đam mê mà. Nhưng mà nhìn không trôi. Ăn bán trà đá mặc mấy cái thứ nó phải lồng lộn lên, có nhìn mấy con cao kêu ôm hồng nhìn nó mặc như hoa hậu ấy. Mày bán trà đá mặc ngày có lâu mà có khách nha. Thôi đợi cho nước. Thôi lấy lợn đi. Bác ấy nói cũng phủ lý đấy. Mặt mày trông hơi quê. Thôi thì các bác đợi thì em đi thay quần áo cho lồng lộn lên nhá. Chờ mấy phút. Có gì em? Chị là chủ tịch của Betvener đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thế sao đứa này người bán trà đá này? Bán trà đá vì đam mê thôi. Thôi rồi, cho em xin cốc trà đá đi. Ok. Này, quán mới mở cũng ra gì phết nhỉ? Nhưng mà kính hơi bẩn nhá. Kính hơi bẩn lại phải lau đi. Không để ý, xin lỗi, để từ từ. Anh ôi, Mạc à? Thưa ngày lại trốn làm. Cũng biết cho xin cốc trà đá nhá. Ok. Ủa nhưng mà em biết tin gì chưa? Đây. Em biết tin gì chưa? Chưa. Anh chuẩn bị nghỉ việc. Sao nghỉ việc? Em nhớ là lần trước là anh bảo em là anh có việc gì nó tốt mà. Việc tốt nhưng mà anh đang có một hướng đi mới em ạ. Một cái nghề nghiệp mà đang rất hot hiện tại. Đang từ Nhật Bản đổ về. Cái gì? Nghề đấy là nghề lau kính. Lau kính anh lau kính. Lau kính lâu. Kiếp em nghe cứ tưởng cái nghề gì nó cao sang, nó quý tộc lắm, nghe cái nghề lau kính. Xem MV mới của Eric chưa? Chưa. Của cái thằng này. Thế mà cũng như thật. Người ta gọi là câu lạc bộ người tối cổ. Thế có bật gì? Bật cho nó xem, bật cho nó xem. Để anh thông não cho em. Đó là như này luôn. Đây nhá, MV của Eric. Đấy là anh em đã hiểu lý do vì sao mấy người lau kính đang hot chưa? Cái đoạn này nhớ hình như ta xem ở đâu rồi. Nhưng mà em chưa xem cái tập Nhật Bản đấy. Có tập mới luôn. Ui, xin Linh không? Em bóc vùng kín. Ok luôn. Mình với quan điểm thì vẫn thấy là MV này hay. Có nội dung. Nội dung xuất sắc bởi vì là bất ngờ, có một sự yếu tố bất ngờ. Vẫn là Eric đẹp trai. Nhưng mà lời là không nhớ. Nhưng mà vẫn là Eric đẹp trai. Đúng. Đấy là lý do vì sao người ta lên top trending, top 1 trending đấy. Thì là hay mà. Top 1 trending. Thế thì mọi người đã xem cái bài mới gần đây của Jack chưa? Đã xem rồi, cái sóng gió phần kết đúng không? Đúng, sóng gió phần kết. Anh xem chưa? Ở bên dưới anh game à? Sóng gió phần kết chưa? Anh chưa xem vào đấy luôn ấy. Đây nhá, hai thằng xã hội đen tranh nhau đốn gái. Là cái con mà tách nó câu hôn ấy. Đấy, thì con đấy bị bắt đi. Xong rồi chúng nó đến đánh nhau tiếp thì tách bị một con nữ phụ đâm chết. Thế phim. Rất bị nữ phụ đâm chết. Ừ. Thì đứa nữ phụ mà nhưng mà con nữ phụ đánh mèo ấy. Con nữ phụ ngon. Ngon. Nhưng mà anh nói thật với em, top trending hay không anh không biết, nhưng không bao giờ bằng Sơn Tùng của anh. Đấy, thế thì nói cho cả hai anh chị biết luôn nhá.
cái bài mới ra này, Vượt Mặt Sơn Tùng Luân. Vượt làm sao được? Nó lên 8 triệu view trong vòng chưa đến một ngày luôn. Mà anh biết không, cái số lượng người xem lúc mà công chiếu ấy là hơn 670.000. Đấy, thấy chưa? Còn cái bài mà cho anh ấy thì chỉ có hơn 600.000 một tí thôi. Thua bài đấy. Thua làm sao được, anh cày view cho sếp anh bao nhiêu lâu, lúc nào phải tới. Tao cũng cày sếp đẹp trai mà. Nhưng vấn đề là vẫn thua cái lượt xem là... Thì nó đúng rồi. Anh giải thích cho em nghe nha. Cái bài Sầm Gió ấy, nó được view lên như thế bởi vì là bài nó dài, nó là phim, nó 27 phút cơ mà. Bao giờ Sơn Tùng sản xuất được phim 27 phút thì đời nó chuyện ven nhé. Không ai biết phim gì từ hôm 28 tháng 7 hả? Đây nhá, như này này. Hôm đấy có mấy đứa con gái đi chơi ra hồ sen chụp ảnh. Xong bị ba thanh niên ra sàm sỡ, mà sàm sỡ xong không được ấy, đẩy người ta xuống hồ. Ôi giời đời, vẫn còn nhiều cái thằng dở hơi nhỉ. Mấy bạn con gái ấy kêu là tao sẽ báo con công an mà. Nhưng mà chúng ta cũng không biết ba ông ấy là ai. Chỉ có tôi nói anh chị nghe, cái vấn đề xã hội hiện nay ấy. Ôi nhưng mà phê quá không ạ. À có một vụ nữa. Chuyện gì? Biết là bây giờ mà đi tập gym nhá, ăn mặc hở hang một tí nhá là bị phạt tiền không? Đâu ra cái tin đấy? Mới có đúng rồi, mùng 1 tháng 8 là bắt đầu quy định phạt tiền luôn. Phạt bao nhiêu? Từ 5 triệu đến 10 triệu. Này dùng chất kích thích còn từ 10 triệu đến 15 triệu nhá. Nhưng mà đi tập gym, bây giờ vấn đề là tôi đi tập gym ăn mặc hở hang một tí, người ta có hứng thú đi tập. Bây giờ cấm thì làm nào? Nhưng mà căn bản là quần áo tập gym để ra kiểu đầu tiên là người ta cũng một chỗ, xong rồi hở bụng một tí, quần dài hay có cái gì. Nhưng mà chắc là phải có một vấn đề gì trong đấy người ta mới cấm. Em nghĩ là chắc là ở các phòng gym nó có xảy ra hiện tượng là đi tập xong rồi Trước thể có hình ảnh mà có bạn mặc áo ba lỗ xong rồi kiểu quét đến cả tận dưới bẹn luôn. Xong rồi nhìn thấy bây giờ người ta đi tập gym nó thoải mái. Rồi tôi biết là ông thích đi ngắm gái rồi. Tập với cô gái với tôi nhập. Rồi thôi. Ê, suốt ngày xin thằng này xin lắm thế nhỉ? Này, ai đấy chị? Từ đâu chui ra đây? Camel. Camel. À, này, mới lướt được tin hai cục. Vừa xong luôn, bạn nữ làm streamer. Xong rồi bị công ty quyệt 91 triệu. Hợp đồng triệu cơ? Hợp đồng đâu? Không có hợp đồng luôn. Là cũng không có hợp đồng luôn. Bây giờ là cái bạn kia làm gì? Bạn kia là bây giờ là chỉ có để đấy thôi. Kiểu gọi là viết một cái bài sớ là kiểu bóc phốt ra. À, đấy thì tôi làm, đã từng làm ở bên đấy mà ngày xưa cái chỗ đấy là có Missy từng làm đấy. Ủa thế là cái gì nhở? Cái nhóm gì, cái gì mà Queen Team à? Queen Team. The Queen Team. The Queen Team à? Mấy bạn streamer bây giờ ấy, các bạn thực ra nói thật ra là các bạn cũng rất trẻ. Mấy đứa nó không biết. Bị lừa mà. Đấy, nên là thế bây giờ mới khổ. Trả đi. Này, nhưng mà vẫn còn tin nữa. Vẫn còn tin nữa. Tin gì? Tức là nghe ngóng được là có một bên bánh media với cả cam media thì đang cãi nhau về cái vấn đề là bên cam media ăn cắp tất cả những hình ảnh nội dung của bên bánh media mang về thành của mình, tự nhận là của mình luôn. Tôi là phụ trách về cái truyền thông của Royal Media mà. Cái fanpage Royal Media đấy có phải của anh không? Không, cùng với cả một số người mà. À, anh đưa sản xuất lên nhưng anh bảo đấy là của anh thì anh có sản xuất ở đấy đâu, đúng không? Nhưng mà mình không biết ai sản xuất thì cái nhân viên nó lấy. Nhưng mà lại để tên anh đấy thì anh lại bảo anh không biết ai sản xuất là sao? Đấy là sản phẩm của tôi, bây giờ anh lấy anh để tên anh là đạo diễn lên nhưng anh bảo là không liên quan là sao? Chứng minh gì anh? Tôi, bây giờ anh cần chứng minh gì thế thì anh ở đâu rồi? Tôi mang toàn bộ bản gốc, mang hợp đồng với cả các nhãn hàng, tất cả các thứ để sản xuất cái viral đấy lên, tôi đưa cho anh xem. Nên là cái một bạn trong nhóm bạn ấy làm lại lấy tên anh rõ ràng ở trên cái clip này đạo diễn, bây giờ anh ấy bảo anh không liên quan. Thế nhưng mà sao lại có tên anh ở trên cái clip đấy là đạo diễn? Nó không liên quan đến anh ạ. Sao lại không liên quan đến anh? Ôi thế này thì khác gì như kiểu ăn cắp cái thất xám nhỉ? Như kiểu ông xây một cái nhà ấy, hiểu không? Nhà đứng tên người khác, ông sao cướp lại nhà người ta? Đây là nhà của tôi đấy. Trả đi. Anh ơi, cái mù trời đá đâu ấy nhỉ? Tôi mới thấy ngồi đây xong, em thấy lạ cơ. Đây. Nhưng mà đây, nhỉ? Trời đá bị đam mê nên là phải giải thích.
anh em bán trần áo mà thay mấy bộ quần áo liền. Như kiểu bắt khách nhỉ. Anh em dặn giờ sau khi đi thay quần áo tôi rút ra được vài điều như sau. Đấy là việc sáng nay ông anh có kể về việc đứa trẻ con bị bạo hành. Dạy trẻ con không biết là dạy kiểu gì nhưng không bao giờ được đánh nó. Trẻ con không biết gì cả, nó là vô dụng. Thế nên là hãy dạy bằng một cách nói, chỉ dạy răn đe nhẹ nhàng. Còn tôi ấy, sau khi ngồi uống hết cốc trà đá này cũng như là ăn thêm một kẹo lạc thì tôi cũng kết ra được vài điều. Đó là giữa cái sự so sánh giữa Sơn Tùng MTP ấy với cả Jack ấy thì tôi thấy là cái điều đấy là không nên. Bởi là sao? Đều là sản phẩm của người Việt Nam đúng không? Chúng ta đang làm cho cái màu sắc âm nhạc Việt Nam được ra ngoài thế giới, nâng cao tầm. Thế đấy là một điều tốt. Chứ không nên là so sánh ở bên này nhiều view hơn, bên kia nhiều view hơn. Cái đấy là không nên. Được chưa? Đúng rồi. Hy vọng là các bạn là đấy. Không, không có sánh nữa. Đúng không? Em rút ra được điều như này. Là tất cả những cái thông tin mà đăng tải lên mạng ấy là nên đúng đắn và chính xác nhất. Để tránh cho cái người trong người ngoài người ta xem được thì lại không hiểu ý, không đúng ý, rồi lại ba hoa lời ra lời vào, lại cãi nhau, mất tiền nghe, đúng không? Lúc đấy mất thời gian chính thức thì lại tự ái. Chuẩn. Còn một việc nữa, đấy là việc bánh media và cam media. Cái vụ này là không bao giờ được phép ăn cắp chất xám của người khác rồi tự nhận là của mình, lấy sản phẩm của người khác rồi tự đem về viết tên mình vào đấy như thế là không được. Đến lúc người ta biết ra người ta chửi cho thì lại nhục cái mặt. Chuẩn. Không được. Đấy, nhắc đến bánh cam, em nhớ là cái bạn nữ streamer ấy. Nói chung là bây giờ làm ở đâu cũng thế, là phải có hợp đồng rõ ràng đúng không? Không đến lúc ở đấy lại bút xa gà chết. Khổ đúng rồi. Khổ. Bởi vì là sao? Quyền lợi của mình đúng không? Bây giờ không tự bảo vệ quyền lợi của mình thì ai lấy cho? Trách nhiệm, trách bản thân mình trước là phải cố gắng. Đấy, bảo vệ quyền lợi mình trước. Cái gì cũng phải có hợp đồng rõ ràng ra. Chuẩn, chuẩn. Thôi anh em, uống nó đi. Uống nó đi. Mà thôi, anh nghĩ là anh phải đi đây. Không là muộn rồi, về vợ chửi chết. Chào anh công nước, anh đi về chưa nhá? Đi nhá. Thế không trả tiền à? Lâu lâu ngồi anh cũng thế nhỉ? Ngày nào nó cũng là tiền ra luôn. Hôm nay ngồi đây ra bao nhiêu điều cũng lâu phết. Thôi em cũng phải trước đây. Thì em xin kẹo lạc nhé. À với cả ký sổ cho em, mai em qua em trả. Ủa, tôi trả đùa với mày hả? Tao mà không đi bán trà đá vì đam mê rồi ai nuôi ở quán này? Các bạn nhớ like và subscribe kênh channel VidVN để có thể theo dõi những clip mới nhất và nóng hổi nhất của Trà Đá Lê. Xin chào và hẹn gặp lại.